Kênh Tech và Giải Đáp Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là mặt tiền đường tỉnh lộ Hương Lộ 5 của xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Đó, thì hôm nay em có sản phẩm là mặt tiền đường chính này nha quý anh chị ha. Cách biển. Đó, cách biển nhà thờ chỉ có 50 m đây nha quý anh chị. À, ngay đây là ra biển luôn ha. Đó, thì nằm trong khu dân cư cao cấp, còn nhà lầu biệt thự thôi nha. Khu dân cư kiên cố nha quý anh chị. Đó, sang sát hết luôn ha. À, đây. Đó. Căn nhà mình nằm đây nha quý anh chị. Không bị đâm đường gì hết quý anh chị ha. Ngang là 3m6, sâu 24m, full thổ cư. Đó. Đó, hướng này là anh chị đi về cầu Cửa Lấp nè, đi về chợ, rồi chút nữa em sẽ quay ra cho quý vị xem ha. Đó, cách biển 78 chỉ có 300 m thôi nha quý chị. Đó, thì cái này em có quay flycam ha. Đó, đây là dân cư là kín kinh kịch luôn quý chị, không có, nói chung là ở đây là không có miếng đất trống nào nha quý chị. Đó. Đây, căn nhà mình là nói chung là hiện tại là em không có vào được nha quý chị. Đó, chỉ có mấy tấm hình ở trong thôi, thì chút nữa em phải đưa lên cho quý vị xem ha. Thì trên có một cái ban công ra luôn nha quý vị ha. Đó, ban công một kính nha quý vị. Này, rất chi là đẹp luôn ha. Kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề nha quý vị. Giá chủ cần tiền bán gấp chỉ có 1.9 tỷ thôi. Đó, cái khu vực này lúc trước là hơn 2 tỷ mấy không nha quý vị, mà hôm nay cần tiền bán chỉ có là 1.9 tỷ nè. Thì bây giờ em sẽ quay flycam, rồi em quay sổ sách cho quý vị xem ha. Khu dân cư này sang sát hết quý anh chị ha. Này, đây là cái hẻm thôi. Đó, rất chi là khang trang sạch sẽ nha quý anh chị. Cách nhà thờ chỉ có 50 m là đến nhà thờ rồi quý anh chị ha. Rồi, em quay phải là cam cho quý anh chị xem. À, đây là cái những hình ảnh bên trong nha quý anh chị. Đó, đây là phòng ăn nè. Ha, đây là phòng khách. Đó, là có cái cầu thang đi lên quý anh chị ha. À, đây. Đó, bếp là có cầu thang đi lên nha quý anh chị. À, trên là đổ tắm luôn ha. Đó. Để em bay flycam cho quý anh chị xem ha. À, khu dân cư đông đúc nghịch luôn nha quý anh chị. Nè, anh chị thấy không, toàn nhà lầu hết ha, nhà lầu biệt thự. Đó, nè, khu này là khu dân trí cao quý anh chị ha. Đó. À, ở đây người dân ở đây là chủ yếu làm nghề biển nha quý anh chị. Đó, nghề biển ha. Đó. Đây. Đó, sau là có một cái cây cầu từ đây bắt qua bên Vũng Tàu quý anh chị ha. Đó, mặt tiền cái ven biển này nha quý anh chị. Đó, dân cư sang sát luôn ha. Đó, ở đây ở mình là giống như một cái đảo vậy nha quý anh chị ha, cực kỳ mát mẻ luôn. Đó, sát nhà thờ luôn nha quý anh chị. Đó, đây nhà thờ, đây là cái nhà thờ đây quý anh chị ha. Đó, nhà thờ đây nhà thờ Phước Tỉnh nha quý anh chị nè. Còn nhà mình là sát bên đây luôn anh chị thấy không? Nhà sang sát kín nghìn kịch quý anh chị ha. Đó. Không có cái lô đất nào trống nha quý anh chị. Không còn lô đất nào trống ha. À, đây căn nhà của mình đây quý anh chị ha. Đó. Đó. Được cái là đường chính của mình là đường thông thương quý anh chị ha. Đó. Đường thông thương hết luôn. Kinh doanh buôn bán thoải mái nha quý anh chị. Đây là hướng này là em quay đang hướng về trung tâm của xã Phước Tỉnh quý vị ha. Chút nữa em sẽ quay cái đường này. Đó, quay từ nhà mình đi ra chợ nha. Đó, này, sát biển luôn quý vị ha. Đó, cực kỳ mát mẻ nha quý chị. Đó, bên kia là cái chung cư Kim Tơ ha. Đó, chút nữa em sẽ quay chi tiết cho quý vị xem luôn nha. Anh chị nhớ xem hết video của anh chị ha. À, bây giờ em sẽ quay ra chợ rồi quay cái khu dân cư vòng vòng đây cho quý vị xem ha. Đó, nhà mình đây nha quý anh chị. Đó, ngang 3m6 sau 24 ha. Đó, quay khu dân cư vòng vòng lại cho quý anh chị xem này. Dân cư sang sát. Đó. Đây. Dân cư sang sát luôn quý anh chị ha. Đó, bên đây là nhà dân này. Đây là đèn đường chiếu sáng rồi các thứ là đầy đủ hết nha quý chị. Điện nước đầy đủ ha, nước là nước pha thì cục nước không tên quý chị ha. Đường này ra biển cũng được quý chị ha, đường này hẻm này ra biển nè. À, đây. À, kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề luôn quý chị ha. À, giá chỉ có 1.9 tỷ thôi là anh chị sở hữu ngay một căn nhà nha quý chị.
dân trí cao quý chị ha, giống như thành phố luôn nha quý chị, còn là nhà lầu hết. Đây quý chị ha, sát hết luôn nha quý chị, đủ ngọt cực kỳ ngọt luôn. Lúc trước cái nhà này khoảng độ tầm 2.8 đó, 2.8 2.9 quý chị ha. Nhưng mà chủ cần tiền thì bán giá đó nha quý chị, bán giá chỉ còn 1.9 thôi. Thì anh chị nào mà thích cái căn này thì liên hệ cho em nha. Để em quay xuống chợ cho quý chị xem luôn ha, quá đẹp nha quý chị. Căn nhà một tỷ một đầu mà giá chỉ mới là 1.9 thôi quý chị ha. Chính luôn của Hương Lộ 5 nha quý chị, đường này là đường Hương Lộ 5 xã Phước Tỉnh quý chị ha. Đây còn đây quẹo đây là anh chị ra biển ha, hướng này ra biển nè. Tổng diện tích là 89 mét vuông, sử dụng riêng, đất ở là nông thôn quý vị ha, đất ở này đất lâu dài nha quý vị. Rồi em xin nha kết thúc video ở đây. Anh chị nào mà có đất hoặc nhà cần bán thì liên hệ em tới em ra review chi tiết giống như căn nhà này quý vị ha. Rồi hẹn anh chị video sớm nhất nha.